Ok, để nhìn nè, nó có một cái quá trình. Nếu như mình bắt đầu từ cảm âm là người ta phải nghe được cái nhịp trước, mà nếu như mình đã nghe được cái nhịp đó là một cái tín hiệu rất tốt, rồi bắt đầu mình mới đi nghe cái hợp âm. Hợp âm thì trước khi mình nghe hợp âm bất kỳ một cái bài hát hay là một cái backing track gì mà mình chưa biết, mình phải tập nghe trước. Có nghĩa là mình chưa biết về cái nó đòi hỏi vậy nè, nếu như giả sử mình chưa nghe được á, thì mình nó đòi hỏi mình phải biết cái hợp âm trong đó là người ta sử dụng gì để mình đang tập. Sau khi mình đã tập thành thạo rồi, mình phải nghe và đoán liền. Ok, thì bây giờ cái backing track đó nó là cái hợp âm son, re, la. Son xong rồi tới re, xong rồi tới la. Ok, đầu tiên là mình biết được cái vị trí của nó, sau đó nó di chuyển như thế nào. Từ son nó di chuyển qua re, xong rồi nó sẽ di chuyển qua la, đúng không? La thì nó sẽ đánh hai khuôn, rồi re thì nó sẽ đánh một khuôn, son nó đánh một khuôn. Ok, bây giờ mình nghe, mình mở ra mình nghe. 2, 3, 4. Son. Đó là son re. La. Son trở lại. Re. La. Đó mình nghe vậy. Rồi lại từ đầu nè. Lại từ đầu nha. 2, 3, 4. Son. 2, 3, 4. Re. 2, 3, 4. La. 2, 3, 4. La. Nghe đánh theo. Son. Re. La. Phải đánh như vậy. Lại nè, son, re, la, nó trùng với nhau. Nếu như mình đánh sai hợp âm thì nghe nó khác liền. Re, la, có nghĩa là mình vừa đánh vừa nghe, nghe nó trùng á. Đó, đánh theo cái nhịp thôi, chưa đánh cái mình cần. Đó, nó hòa vô, đó là mình đang tập nghe vậy. Nếu như nó sai nè, nó sai nha, nó sai bét liền, đúng không, nó sai. Nó sai liền, nghe nó chỏi nhau. Son, re, la. Đó, nghe nó rất dễ chịu. Tập nghe là nghe như vậy. Rồi bắt đầu sau khi mình biết được vị trí của nó chuyển, di chuyển, mình biết được cái backing track nó có những hợp âm gì, mình tập nghe giống y chang vậy. Mình nghe những cái hợp âm nó vang lên như vậy. Cái này là cái con đường để tập cảm âm. Vậy thì phải nghe được nó. Đương nhiên nếu như nghe được nó thì mình phải nắm nhịp. Sau khi nắm được nhịp rồi thì bắt đầu mới nghe hợp âm, nghe nó vang lên. Mình phải tập những cái bài mà mình đã biết hợp âm là hợp âm gì, sử dụng hợp âm đó, là mình đã biết sử dụng cái hợp âm đó rồi á, thì mình mới tập nghe, nghe như vậy. Thì sau khi mà nghe vài lần như vậy, cái hợp âm đó sẽ vang lên cái tai mình, thì cái tai mình nó nhận biết theo theo thói quen. Có nghĩa là những cái hợp âm này nó đã từng xảy ra. Ok, vậy nha.